Vâng, em xin chào các bác. Em lên cho các bác một con Victor nhé. Con này có mã là UX SH5. Máy Victor dòng máy đen. Đen thuần luôn nhá, đen thuần bóng luôn, kiểu dạng đen bóng đấy. Màn hình chữ xanh, volume có giải LED đẹp tuyệt vời. Con này thì em bán chủ yếu để các bác kết nối với cả máy tính điện thoại nhé, cắm qua jack 3.5 này. Đấy, còn các cái ví dụ như là CD, MD thì nói thật các bác là bây giờ trái dùng ấy. Đấy, bây giờ gọi là không ai dùng thì thôi em bỏ qua luôn cho nhanh nhá. Đấy. UX SH5 đây, phía trên nó có cổng 500MA gì 5V đây này, đấy, có cái cổng phía trên này. Kiểu như cổng cáp kiếc gì đó. Dưới này có cổng USB, nhưng mà cái USB này kiểu như là rằng cái cóp kiếc gì đấy nhá. Nên là nói chung là cái này về quá thử nhá. Đấy, còn trên này là cổng iPod, cổng iPod, còn trên này cổng USB. Đấy, hàng em còn chưa vệ sinh, hơi bụi tí, góc về vệ sinh nhá. Đấy, phía sau đây có nhá, đấy loa em kẹp đây rồi. Đấy, có cả được video au rồi FM các thứ này, nghe về có tìm hiểu. Đấy. Thương hiệu Victor. Dòng này thì em đang ở đây thì em đang phối với cả con ghép thử để đánh thử cái đôi loa to to phía sau, đôi ba đường tiếng này, xem nghe nó có hay không. Đấy, công suất mini nhưng mà có thể là ghép, nói chung là về các bác chỉ ghép với những con loa bát 13 thôi, còn ở đây thì em ghép thử để xem cái độ chắc chắn của nó xem thế nào thôi, thử thử một tí thôi, chứ còn để mà lâu dài thì đánh nó cũng không đuối, không đánh được. Đấy, còn các bác về mà có ghép thì nhớ là ghép những con loa bát 13 kìa, hay là bát 11, 12 gì đó của thương hiệu Victor luôn được, hay là có Onkyo gì gì đó cũng được. Ghép nghe nhạc để cắm điện thoại máy tính nhá. Con này thì giá có 450.000 thôi các bác nhá. Giá là có 450.000 thôi. Đây, sau đây mời các bác cùng em thử thức một đoạn chất âm để xem cái loa này, con này đánh loa như nào nhá. Vậy mà em nỡ buông tay anh rồi, buồn đau anh khóc anh than. Cũng khá là to đấy. Con này công suất cũng ra gì đây các bác nhá. Nhảy hoa thay lá như thay lòng, sao tim anh không ngừng bấm. Đây, để em xem nó là được bao nhiêu nào. Mắc của nó được bao nhiêu, để rút ra nhá. Xem mắc của nó lên được bao nhiêu nào. Mắc của con này nó, mắc của nó là 29, 30, mắc là 30. Nhưng mà mở 30 to lắm các bạn, mở 30 to kinh khủng luôn. Đấy, em mở tầm 20 này, 23 là nghe là to lắm rồi. Kêu một người san dối, thật lòng chẳng thấy vui, tìm cảm mình thế thôi, hôm nay em yêu người khác rồi. Em bỏ qua rồi. Cần người mới thôi, anh người ta phải chia lối. Em chẳng còn như trước, cũng chẳng còn phấn vương. Sợ cùng người mới thương, tay trong tay trên một con đường. Thôi thì hạnh phúc nhé, hy vọng em sẽ không. Không phải như chúng ta, hôm nay đã phải chia xa. Chính mình có một người mà luôn coi trọng.
Nghe rất là hay, rất là tuyệt vời các bạn nhá. Nhỏ nhưng mà có võ, thương hiệu Victor, có mã là SH5, UXSH5. Đấy thì mọi thông tin đặt hàng thì cứ gọi cho em qua số 0966 594 581 hoặc qua số 0979 891 682. Em xin chào và kết thúc video từ đây các bạn nhá.